Máy niệm Phật năng lượng mặt trời là một trong những sản phẩm có lợi ích cho cả chúng sanh hữu hình và vô hình ở hàng bậc nhất. Có thể nói là nhà nhà cần có, người người cần biết. Trong nhà thường mở máy niệm Phật có thể thay đổi phong thủy, tịnh hóa từ trường. Đừng xem thường máy giảng kinh, máy niệm Phật. Chúng sanh trong cõi u minh trong 40 dặm đều được lợi ích, đối với họ có sự giúp đỡ lớn. Quý Phật tử muốn mua máy giảng kinh, máy niệm Phật có thể liên hệ theo số điện thoại bên dưới để được giá gieo duyên ưu đãi nhất. Đây là điều mà tôi cảm thấy rất là e ngại. Khi trước kia, nó còn nhiều điều mà tôi phân vân, tôi chưa muốn trình bày. Hôm nay không có phải là tôi trình bày một cách toàn diện, mà tôi trình bày những cái tôi biết, tôi cảm nhận và tôi muốn ý nghĩa cho cái việc cầu cúng. Nó có một giá trị thật sự với đạo đức của người sống và tâm linh của người qua đời. Cho nên tôi xin chia sẻ cái đề tài này. Một đề tài không phải là mới lắm, nhưng mà tôi muốn nói bất cứ một vấn đề gì, tôi không bao giờ tôi nói bằng cách mơ màng, ảo tưởng vậy đó. Tôi phải nhắm đến cái ý nghĩa lợi lạc như thế nào cho những người thực hiện điều đó, hay là những người còn hoài nghi về vấn đề đó, để chúng ta làm một việc cho có ý nghĩa. Chúng ta nên biết rằng bản kinh Địa Tạng vẫn còn sự tranh cãi trong một vài bộ phận nào đó, nhưng riêng những người học và hiểu chánh pháp, nhất là hiểu Phật Pháp Đại Thừa, phải nói là một bản kinh rất tuyệt vời. Về mặt phương tiện độ đời thì bản kinh Địa Tạng không chê vào đâu được. Trong triết lý Phật giáo có quyền pháp và thật pháp, mà quyền pháp là giáo pháp phương tiện, cho nên kinh Địa Tạng là một bản kinh phương tiện truyền tải các giá trị đạo đức nhân văn, nhằm khuyến khích con người bỏ ác làm lành, tin sâu vào nhân quả và khuyến khích về các giá trị đạo đức, tinh thần từ bi, lợi ích chúng sinh. Đây là những điều rất cơ bản trong kinh Địa Tạng. Tôi không muốn đào sâu về việc này. Tôi xin hứa với các vị dành một buổi nói chuyện riêng về kinh Địa Tạng, từ xuất xứ, ý nghĩa, các giá trị triết lý, đạo đức, và thậm chí một nhân vật mà chúng ta hay tranh cãi là Bồ Tát Địa Tạng. Thì tôi sẽ dành cho các vị một buổi nói chuyện trọn vẹn về điều này, vì nó là một vấn đề lớn. Tôi không muốn can thiệp trong cái buổi nói chuyện hôm nay, bởi vì mình đào sâu về việc đó thì không còn thời giờ để mình chia sẻ cái mục đích chính của chủ đề mà tôi nêu. Và trong quá trình chia sẻ, nếu cái gì liên hệ đến bản kinh Địa Tạng cần chứng minh thì tôi sẽ trích một mức độ nhỏ nào đó để chứng minh cho vấn đề tôi chia sẻ. Trở lại vấn đề, chúng ta nên biết rằng là cuộc sống sau khi chết là một sự bí ẩn mãi mãi với nhân loại này. Trước khi Đức Phật ra đời, người ta vẫn hoang mang nghĩ về một cái cuộc sống sau khi chết. Người ta xem đó như là một phạm trù triết học, thành một hệ thống những câu nói là sau khi chết có còn hay là mất, hay là sau khi chết vừa còn vừa mất, sau khi chết vừa không không còn, không không mất. Những cái giả thiết, những câu hỏi như thế này, nó nằm hoài nghi. Và một phần nào đó các nền tín ngưỡng trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời, hay là sau này người ta vẫn có những cái lý giải khác nhau. Nhưng riêng trong kinh Phật, Đức Phật ít khi nào đề cập đến cái việc trả lời trực tiếp về vấn đề này. Mặc dầu trong các hệ thống triết lý của Phật giáo sẽ góp phần cho chúng ta hiểu về vấn đề này hơn là một câu trả lời trực tiếp của Đức Phật. Khi người ta hỏi Đức Phật là thưa Ngài Cù Đàm hay là Bạch Đức Thế Tôn,
con người sau khi chết còn hay là mất, hay là không còn, không mất, hay là vừa không không còn, không có mất, vân vân. Đức Phật không trả lời. Hầu như những điều này Đức Phật im lặng. Có thể sự im lặng đó Đức Phật cảm thấy rằng có giải thích nó cũng vô bổ, không đem lại được lợi ích gì cho con đường giác ngộ hay là con đường tu tập. Nó nhằm đáp ứng cái sự thỏa mãn hiếu kỳ trong một phạm vi nào đó. Hai là vấn đề này nó quá đặc thù. Có thể nói ra người ta không có hiểu. Với cái hiểu của Đức Phật nhìn thấy nhân sinh vũ trụ, nhìn thấy hiện hữu cũng như vô hình, thì việc này đối với Đức Phật không khó. Nhưng mà Đức Phật nêu ra vấn đề đó để làm gì? Và những người nghe đó có cảm nhận được những điều Đức Phật nói hay không? Nếu mà không cảm nhận, y như con rùa và con cá. Con rùa nó lên trên bờ, nó thấy những cái hiện tượng sự vật trên bờ, nó xuống nó kể cho con cá nghe. Con cá hỏi có giống cái hòn non không, có giống thủy cung chúng ta không, có giống nước ở dưới này, nó giống rong rêu ở dưới này không, rùa nó không có gì giống. Cuối cùng cá nó dốc. Ủa, mình nói cho đã rồi cuối cùng mình trở thành người nói dốc để làm gì? Tôi nghĩ những điều như thế. Cho nên với trí tuệ siêu việt của Đức Phật không cần thiết phải mất thời gian cho mấy chuyện này. Nhưng mà chúng ta học qua hết các triết lý của Đạo Phật thì chúng ta lại hiểu vấn đề này. Và nếu càng tu tập lại càng hiểu sâu hơn. Nhưng mà chỉ có một điều thấy rằng ngoài những người mà họ rơi vào trong cực đoan theo một nền triết học nào đó để họ tin rằng là sau khi chết là hết, thì trong một bộ phận nào đó chúng ta miễn bàn. Việc đó là quan điểm triết lý của họ hay là quan điểm triết học. Chết là hết, đại khái là vậy, chúng ta miễn bàn. Nhưng mà hầu như tất cả các tôn giáo, các nền tín ngưỡng, các nhà khoa học, y khoa trong nghiên cứu, và một bộ phận không nhỏ về giới bình dân khách quan đều tin rằng có đời sau. Mà một từ thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo hay gọi là luân hồi. Nhưng chỉ có cái sự khác biệt ở chỗ là mỗi một quan niệm triết học hay là kinh nghiệm cá nhân hay là mỗi một nền tín ngưỡng, họ có cái cách lý giải chứng minh về đời sau nó khác nhau. Chứ còn cái chung nhất là chắc chắn có đời sau, tức là sau khi chết là không hết. Và điều đó nếu đứng về góc độ của Phật học, đó là chân lý, đương nhiên là như vậy, 100% là như vậy. Dù có tranh cãi, dù có phản bác, dù không đồng quan điểm gì đó, đó là việc cá nhân của mọi người. Trên nguyên tắc nó là như vậy. Chỉ có điều là ai lý giải chính xác về vấn đề này, hay là nhìn nhận nó đúng như một cái ý nghĩa chân lý, thì thật sự trong vũ trụ mênh mông muôn triệu các hình thái khác nhau trong thế giới hữu hình cũng như vô hình, thì dường như không có một cái gì để mà lý giải gần như là tất cả mọi vấn đề, mà chỉ là phản ánh một phần nào đó của vấn đề, kể cả triết lý Phật giáo về một vấn đề đó. Điều này chúng ta thấy rằng là các quan điểm khác nhau về sau khi qua đời và trước khi tái sinh của các học thuyết Phật giáo vẫn có những cái chưa thống nhất. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng là việc tái sinh là chuyện đương nhiên. Điều quan trọng là phần lớn họ đều nhìn thấy thể xác của họ trước khi họ nhận diện là cái cảm giác bằng cơ thể vật lý. Rồi tiếp theo nữa là đối với Việt Nam, chúng ta nghe cũng rất nhiều các câu chuyện về tâm linh hay là câu chuyện chết đi sống lại. Nhưng mà từ thời nhỏ tôi nghe kể cũng như chính bản thân tôi đọc hai tác phẩm mà liên quan đến những nhân vật ở trong cái tác phẩm đó. Một là Địa Ngục Ký Cô Ba Cháu Gà, và hai là Ngọc Lịch Minh Kinh Hồi Dương Nhân Quả.
Trong hai tác phẩm này khác tựa nhau, khác nhân vật, khác địa lý, nhưng đều có chung một cái trải nghiệm là sau khi chết đi vào cảnh giới của địa ngục và chứng kiến được những cái điều mà chúng sinh trả quả báo trong địa ngục. Và câu chuyện cô ba cháu gà thì người đó sau này đi tu, và dường như ai cũng có cái cách tu sau đó. Đây là câu chuyện của những người chết đi sống lại họ kể. Mấy chục năm trước tôi đã biết. Bên cạnh đó còn rất nhiều câu chuyện dân gian liên hệ như một câu chuyện ma, để họ kể về cái cuộc sống sau khi chết. Vậy thì người chết với hình thức đó là tái sanh hay chưa tái sanh? Và những người cầu cúng cho những người qua đời nó có tác dụng gì? Có những người tin, có người không tin, hoặc thậm chí có người làm lấy lệ thôi. Có người cảm thấy cái việc đó gia đình mình mất thì cần thỉnh mấy ông thầy tu đến cúng tụng thì cứ thỉnh vậy thôi, cho xong, cho có nghi lễ vậy thôi. Họ cũng không quan tâm gì đến chuyện đó. Mà chuyện này tôi từng biết mà. Ngày xưa tôi đi tụng kinh với thầy tôi mà. Ở trong mình tụng kinh cho người thân họ, ông bà, cha, mẹ, vợ chồng, con cái gì đó. Còn bên ngoài thì họ ăn nhậu và họ nói xiên nói xỏ thầy chùa. Và chính người thân trong gia đình đầu đội tang mà vẫn nhậu, đập bồn, đập bát mà nói lung tung. Thậm chí họ nhái cái cách tụng kinh của mấy ông thầy nữa chứ. Cái này tôi quen quá. Nhưng khi hiểu đạo rồi mình thấy tội nghiệp họ. Sống mù quáng bất kể chết trở thành vô đạo lý và tội lỗi mà không biết. Thì trở lại vấn đề, tôi xin chia sẻ cái việc này bằng năm hình thái mà tôi cảm nhận rằng người sống và người chết có mối liên hệ. Vì bản thân chúng ta không thể nào nhận thức sâu được về cái tầng tâm linh khi chúng ta đang sống, mà phần lớn chúng ta nhận thức qua ý thức để phân biệt tất cả các hiện tượng sự vật qua thấy nghe hay biết mà thôi. Vậy nó còn có những tầng siêu thức vượt trên cả thấy nghe hay biết này, và thậm chí đó là tầng tâm thức hòa nhập với vũ trụ, thì đôi khi chúng ta lại mơ màng, hoặc thậm chí một số những cái nhà tâm linh thì có một chút nào đó khai thác, hoặc đặc biệt những người tu hành thiền định sâu thì cảm nhận được vấn đề này tinh tế hơn. Thì tôi xin nêu ra mối liên hệ như thế nào giữa người sống và người chết. Nó không phải là một chứng minh khoa học, nhưng mà nó là một thực tế. Tôi nêu ra năm hình thái. Hình thái thứ nhất là khi ngủ. Hình thái thứ hai là nửa tỉnh nửa mê. Hình thái thứ ba là hình thái đang thức tỉnh bình thường như thế này. Hình thái thứ tư là trường hợp một mức độ nào đó với số lượng mà tôi từng đánh giá theo phần trăm là khoảng một vài phần trăm trong tình huống đó là dựa nhập. Và hình thái thứ năm là những người tu tập đạt được thiền định. Đây là trong năm trường hợp cảm nhận thấy được trong cái mối liên hệ giữa người sống và người chết. Trường hợp thứ nhất là khi chúng ta ngủ, một vài điềm chiêm bao vẫn phản ánh cho cái mối tương quan giữa người sống và người chết, mà phần lớn là những cái người thân yêu của họ, mà kinh Địa Tạng cũng đã có nêu trong một vài phẩm để cảm thấy rằng là người sống được người chết liên hệ mách bảo nhờ cứu giúp khi họ rơi vào trong địa ngục khổ đau hay là cảnh giới ngạ quỷ đói khổ. Có thể chúng ta nghĩ đó là chuyện của kinh điển hay là của tín ngưỡng, nhưng mà trong thực tế nó có những trường hợp như thế này.
ai là trụ trì của các tự viện thì tự trả lời được cái này. Những ngôi chùa có thờ vong linh và tu tập đàng hoàng, chứ không phải là một cái ngôi chùa mà để cho có hình thức rồi nó lu bu, mà đó là một ngôi chùa nghiêm túc trong việc tu tập và thờ cúng, mà nhất là có thờ linh, thì vị thầy trụ trì dễ dàng nhận biết điều này. Ngày nào chúng điệu ở trong chùa không cúng vong thì thầy trụ trì biết ngay sau đêm đó. Chắc là những vị nào làm trụ trì là có kinh nghiệm điều chính xác 100%. Chiều nào ở trong chùa không cúng vong thì đêm đó thầy trụ trì chắc chắn sẽ nằm chiêm bao thấy rằng có một nhóm người đến xin ăn. Và sáng ngày hôm sau, thầy trụ trì hỏi trong chúng, ngày hôm qua có cúng vong không? Thì sẽ biết câu trả lời như thế nào. Và điều này là chính xác. Chính bản thân tôi cũng đã từng trắc nghiệm chính xác là như vậy. Khi có thờ vong mà thờ nghiêm túc, chứ không phải là một sự thờ cúng đúng nghĩa đó. Tôi muốn nói là một nơi nào có sự thờ cúng đúng nghĩa thì sẽ trải nghiệm được điều này rất là chính xác. Vài mươi năm trước thì thầy tôi trước khi qua đời đã có kể một câu chuyện của chính thầy tôi đã làm cho một cái gia đình Phật tử. Tôi nói là trong giai đoạn đó thì cái người hiểu đạo để thực hiện một trai lễ là rất là khó. Cho nên có một cái gia đình đó là trước khi mẹ của họ qua đời thì cái người con trai đó họ cũng có một cái vai trò trong xã hội vào thời đó đó. Thì họ cũng có mối quan hệ lớn, cho nên là mẹ của họ sắp chết thì ông này ông đi mua một con trâu về ông cột đó. Ông nói ai làm gì làm thì tới chừng nào chết thì giao xác đó cho tao. Thì ông làm con trâu để mà tổ chức đám ma cho mẹ mình. Thì sau khi đám tang chẳng bao lâu thì cái người dì ruột á nằm chiêm bao nhìn thấy em hay là chị gì đó của mình đội cái nón mê, mặc áo cụt tay, đạp cái giàm trâu và ngồi trong một trạng thái rất là đau khổ. Thì nhìn thấy vậy mới hỏi với người mà chị của mình đó, chị làm cái gì mà chị ngồi ở đây? Thì cái bà đó bà mới trả lời á, là tao khổ quá mà khi tao chết á, thằng đó, bà kêu bằng cái thằng có tên đàng hoàng nhưng tôi không có nói tên ra, cái thằng đó nó mua trâu, nó làm nó hại tao và bây giờ tao phải trả quả báo, tao phải giữ trâu như thế này. Khi bà nằm chiêm bao bà thấy như vậy là hai đêm liên tục, thì bà mới đến gặp cháu mình đó, bà mới nói rằng á, là mày á không có hiểu đạo lý gì hết á. Má mày chết, mày mua trâu, mày làm như vậy để má mày á bây giờ mang cái nghiệp à, giữ trâu như thế như thế. Tao chim bao tao thấy má mày như vậy. Thì cái ông này mới nói, ôi gì ơi, chết là hết. Hồn ma bóng quế gì ba cái chuyện linh tinh mê tín. Vì tin làm cái gì? Nói chung là ông nói những việc rất là ngang theo cái cách nghĩ của mình như vậy. Thì bà này thuyết phục hoài không được. Đồng thời bà nói là thôi bây giờ mày gán làm trai đàn, mày cúng cầu siêu cho má mày này kia kia nọ. Thì ông càng quát nạt về chuyện này. Thì sau khi cái người dì về rồi đó, thì ông này ba đêm liên tiếp nằm thấy má mình về quở trách mình và trong cái hình thái là giữ con trâu đó trong cái nỗi khổ và rất là tức giận. Và sau ba đêm như vậy ông này kinh hoàng mới chạy ra gặp cái người dì, thì mới trong cái vẻ kinh hoàng và sợ hãi đó thì mới nói là dì ơi làm sao mà cứu má con đây. Thì bà lúc đó bà lẫy, bà nói tao nói mày không nghe thì giờ mày làm gì làm tao không biết. Thì ông này ổng thật sự lúc đó ổng
có cái sự hối hận, ông sợ hãi, ông thấy cái hình thái kinh hoàng đó đó, thì ông mới năn nỉ, cuối cùng bà này bà dắt đến gặp thầy tôi. Thì lúc đó thì sau khi kể rồi đó, thầy mới làm lễ kỳ siêu và tụng kinh Địa Tạng này nè cho cái gia đình. Và kể từ đó về sau là không còn nằm chiêm bao thấy nữa. Thì đây là câu chuyện thật của người hàng xóm. Tôi cũng được biết nhưng mà vì quá nhỏ. Nhưng mà khi lớn lên thì người lớn nhắc lại mình sẽ hiểu chính xác hơn. Đó là trường hợp mà tôi nêu với các vị là khi ngủ trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái duyên nào đó, trong một cái tần số tâm thức nào đó, thì mối liên hệ giữa cái người sống và người chết, chúng ta sẽ có lý do để mà tiếp cận tương tác với nhau. Rồi trường hợp nửa tỉnh nửa mê, có nghĩa là không phải thật ngủ, có thể nằm chớp mắt, có thể hơi thiêu thiêu trong một hoàn cảnh nào đó, chúng ta cũng lại thấy rằng có những cái mối tương tác giữa chúng ta và những người chết. Có những khi chúng ta không biết là người chết, nhưng mà hỏi ra thì hình ảnh đó, tình huống đó lại là người chết, thì chúng ta mới giật mình. Thì đây là trường hợp thứ hai tôi muốn nói là có một lý do nào đó để chúng ta có sự tương tác, nhận biết giữa người sống và người chết. Thì đây là một câu chuyện thật tại thành phố mà gia đình người này là hiện giờ đang ở bên châu Âu. Thì gia đình người này có cái điều kiện để mà di cư sang châu Âu hết gia đình. Nhưng mà gia đình này có đứa con trai khoảng 17, 18 tuổi vậy đó. Nó có người yêu ở tại Việt Nam. Thành ra là ai cũng đi mà nó không đi. Cho nên cuối cùng gia đình đi hết mà đứa con trai này ở lại. Thì cái thời gian sau đó, cậu này khoảng 20 mấy tuổi, đi làm trong một cái hãng xưởng nào đó, bị tai nạn, đụng xe và mất. Thì gia đình ở châu Âu mới trở về Việt Nam làm đám tang cho con mình. Thì sau khi chôn cất xong khoảng ít hôm, thì cái người cha buổi trưa đang nằm trên ghế sofa đó, nói chung là nằm giống như là nằm nghỉ ngơi thôi, thì hơi vừa mơ mơ nằm trên đấy, thì thấy rất rõ là đứa con trai mình nó về, nó đứng bên cạnh ghế sofa, nó nói cha. Thì người này giống như là cảm nhận là đang mở mắt ra thấy con mình vậy đó. Thì người này giật mình, nói ủa con chết rồi mà sao con đứng đây. Thì nói cha giúp con một việc. Thì nói có gì con nói đi, con đừng làm cha sợ. Thì cậu trai này mới nói là hồi lúc con đi làm con có thiếu nợ người tên đó đó, trong hãng xưởng đó đó, của con là 500 ngàn. Thì con còn một khoản tiền á, con để trong áo khoác của con á, cha vào trong đó cha lấy rồi gửi cái khoản tiền này giùm con. Vừa nói xong rồi thì ông này là giống như hoàn hồn bình thường, thì không còn thấy cái đứa con nữa. Mà ông thật sự là ông không phải là ông ngủ, ông giống như ông chợp chợp mắt, ông nhíp nhíp dò chơi trong lúc mà giống như ngơi nghỉ vậy đó. Thì ông mới chạy vào, tại vì con ông chết còn một số những cái áo mà áo khoác tốt á, ông không có bỏ theo tẩn liệm. Đó là những áo quý đó, ông để lại giống như để cho ai hoặc là cái gì đó, thì ông còn để lại. Thì đúng ra vô trong đó lục còn lại một khoản tiền. Ông mới đi đến cái nơi đó đó, ông mới tìm chính cái tên người họ người đó đàng hoàng và hỏi ra đúng chính xác là cô này nói là thằng bạn đó đó là tên y vậy đó, nó có mượn 500 ngàn. Thì sau khi ổng trả xong rồi ổng về, thì sau đó gia đình về lại bên châu Âu á, cuối cùng rồi cái nhà này nè bắt đầu bán cho người khác. Thì nhà này cũng không phải là nhà lớn và sang lắm, nhà cũng dạng là bình thường, nhỏ nhỏ. Thì có một đôi vợ chồng mới cưới đến mua cái căn nhà đó. Khi đến mua rồi á, các vị biết là hai vợ chồng khi chính thức ở á, thì không có ngủ được. Vợ chồng mới vừa chợp mắt là cứ thấy là hình thái của một đứa con trai giống như là bị tai nạn vậy đó, đứng ở nơi đó là đuổi xô quát tháo là không chờ.
Thì hai vợ chồng này mấy đêm liền như vậy sợ quá, cuối cùng là không dám ở căn nhà đó, chạy về cái nhà cũ của mình. Thì do hỏi ra mới biết rằng trong gia đình này có một cái người con trai như vậy, với cái mặt mày như vậy, độ tuổi như vậy đó, tai nạn xe và chết. Thì những cái người ở đây họ mới lời qua tiếng lại và họ nói tới cái người bà ngoại của người chết tai nạn đó đó, là cái thằng đó nó về nó phá hoài hai vợ chồng nó ở không được, nó bỏ nó đi rồi. Thì cái người này nói với người con mình ở bên châu Âu là bây giờ trường hợp vậy làm sao, thì má nói là thôi giờ má đi lên cái chùa mà thờ nó đó, má khấn đi để cho người ta ở, chứ bây giờ bán nhà cho người ta rồi mà vậy rồi sao cũng tội người ta. Thì bà này mới lên cái ngôi chùa mà thờ cốt nó đó, thì đến ngay cái hũ cốt nó đó, mới nguyện giái nó, con à, nhà mình đã bán cho người ta rồi, bây giờ cái nhà đó là nhà của người ta, con về chùa con tu đi, thôi con để đó cho người ta ở được bình yên, chỉ cầu cúng và giái như vậy thôi, và nhờ thầy trụ trì đó kỳ siêu. Thì sau đó tự nhiên là hết, và hai vợ chồng đã về ở, không còn lặp lại trường hợp đó nữa. Mà việc này là việc rất là chính xác, những người thân hiện giờ đang sống ở châu Âu của chính gia đình người ta như vậy. Những trường hợp này rất là khó nói. Tại sao lại là như vậy? Tôi nêu một số trường hợp. Thứ nhất là trong chiêm bao. Thứ hai là lúc nửa tỉnh nửa mê, tức là chập chập thôi. Và một cái nữa đó là trong trường hợp là hoàn toàn tỉnh táo. Thì chuyện hoàn toàn tỉnh táo ở đây là cái câu chuyện thật. Đầu tiên là câu chuyện của chùa mình. Hai cái vợ chồng người này nè là ở Sài Gòn nhưng mà quê gốc Kiên Giang, Cà Mau vậy đó. Thì khi người chồng á, trong một cái dịp lễ nào đó mới dẫn người vợ đi về quê gia đình người bà con, thì vô thăm một cái nghĩa trang. Thì khi người này vô đến cái nghĩa trang thì người vợ á, tự nhiên vậy đó, thấy tất cả những cái người ở trong nghĩa trang đó, trong khi những cái người đi cùng không có ai thấy hết á. Tức là người ta chỉ thấy mồ mả thôi, còn người này thấy rất là nhiều người ở trong đó. Trong đó có một người lính, mà người lính đó ngay cái ngôi mộ mà gia đình đến thăm, thì cái người lính đó mới có mặt và muốn nói chuyện với người này và muốn gửi gắm cái gì đó. Người này mới hoảng hốt, thì người đó mới nói là tên đó vậy đó, trước khi chết với vậy đó còn nhiều điều uất ức muốn nhờ nói lại với gia đình như thế như thế như thế. Thì cô này bị áp lực khủng hoảng quá cho nên là xỉu. Mà người thân thì nghĩ rằng là trong đó có ông chồng, thì tưởng là cái cô này bị bệnh hay gì đó, xỉu thôi. Rồi cuối cùng gia đình đưa đi bệnh viện. Sau khi đưa đi bệnh viện về rồi, cô này mới kể là vào trong đó đó, thấy toàn là những cái người mà chết trong đó với hình thái này. Ai chết cách nào, nam thì ra nam, nữ ra nữ, chết bị thương tật gì là ra dấu hiệu đó hết. Và cô này mới nhìn lên trên bàn thờ, thấy cái hình y chang như là cái ông ở nghĩa trang mà muốn gửi gắm cổ những điều như vậy. Và cổ kể lại tất cả những điều mà ông đó nói. Ông đó nhận diện thế nào, tên sao, trước khi chết để lại cái gì, còn cái gì, quất cứ cái chuyện gì, chưa nói được với gia đình thế nào. Nói lại y chang mà cô này mới về nhà đó thăm chơi lần đầu tiên. Cô này cảm thấy rất ngạc nhiên về điều đó, và người chồng cũng rất ngạc nhiên, mà người chồng là người Phật tử ở chùa mình cho nên là mới dẫn vợ trở về hẹn gặp tôi. Thì mới đầu là email và tôi cho cuộc hẹn gặp, và tôi có nói chuyện với hai vợ chồng người này về chuyện đó. Cái trường hợp này chúng ta có một cái cảm giác giống như là nhà ngoại cảm á, nhận biết được những điều như thế. Rồi, xin thưa, đây là một câu chuyện trên truyền hình của Đức vừa rồi rất là nổi tiếng, mà những người Phật tử ở bên Đức có trao đổi lại với tôi. Một câu chuyện rất thật, người ta đưa lên đài truyền hình. Ông này lái taxi, và khi lái trên đoạn đường đó thì có hai vợ chồng già đón taxi. Ông này mới
đưa hai vợ chồng già này về địa chỉ theo yêu cầu. Khi về đến nơi rồi á, hai vợ chồng già này xuống xe và mời cái ông lái taxi á vào trong nhà để uống cà phê chơi. Ông này cũng thấy là trong một đoạn đường dài ngồi tâm tình với nhau, cũng có một cái chút thiện cảm, cho nên ông này á, đi theo hai vợ chồng vào nhà uống cà phê. Sau khi uống cà phê xong rồi đó, cái ông lái taxi này mới đi trở ra. Thì cái người hàng xóm đi ngang á, họ thấy lạ. Ủa, cái ông này đi đâu trong này ta? Trong khi hai vợ ông bà già này là chết từ lâu rồi, bỏ hoang như vậy rồi, cũng không có ai về đây chăm sóc chăm nom gì hết á. Mà tại sao ông này lại đi đâu vậy? Ông mua ở nhà này hay gì đó? Cái thì cái người hàng xóm đó mới hỏi cái ông này, ông đi đâu vậy? Nói tôi đưa hai ông bà vậy nêu ra vậy đó, về tới đây người có thiện cảm muốn mời tôi về đây uống cà phê, thì tôi cũng đi theo đó, tôi vô uống cà phê rồi. Người hàng xóm nói trời ơi, hai vợ chồng ông này chết lâu rồi, cái nhà này này già quang, ông lái taxi không có tin, ông làm gì có chuyện đó. Cái ông pha cà phê tôi uống, đang đây đây rồi, vừa xong rồi tôi ra, tôi lái xe tôi đi đi, ông nói gì kỳ vậy? Cái người này mới dẫn vô. Vô lần này thì thật ra mà nói căn nhà đang khóa kín mà ổ khóa quen ố gỉ xét, là giống như ngôi nhà chưa có ai động tới, thì ông này giật mình. Ông hồi nãy ông thấy nhà rất rõ, đèn sáng tất cả mọi thứ và bàn ghế đàng hoàng, như tại sao bây giờ lại là như vậy? Lúc đó hai người này mới điện báo cảnh sát, và khi cảnh sát tới nơi người ta mới đập mở ổ khóa ra. Và cái điều rất lạ là trong nhà bụi bặm hay là dán nhện vẫn còn nguyên, thật ra không có dấu hiệu là một ai bước vào trong này cả. Nhưng có một điều rất ngạc nhiên là nơi cái bàn có ba ly cà phê vừa uống xong vẫn còn trên cái bàn đó. Và cái người này không hiểu hồi nãy mình vào đèn bằng cách nào và vào như thế nào. Và đây là một câu chuyện đang được nói trên đài truyền hình của Đức mà những người ở bên Đức nói lại với tôi nghe. Thì đây là một chuyện thật mà không thể lý giải với chúng ta. Và như vậy tôi mới liên hệ đến là trong một thuyết minh về không gian 4 chiều, thì trong chiều không gian thứ tư, nếu con người sống trong một hình thái không gian thứ tư thì con người không còn khoảng cách. Chúng ta muốn đến với người đó thì nhà cửa mọi thứ nó sẽ không còn vách và không còn cầu thang nữa. Vì không gian hay là những cái vật cản trong không gian không còn là vấn đề. Và thậm chí não người đó hoạt động như thế nào, hàng trăm triệu người khác vẫn thấy, vẫn biết như là chính cái của họ. Trong thế giới không gian 4 chiều, và người ta cho rằng đó là một trong những thế giới tâm linh, không bị lệ thuộc vào tường vách và giới hạn bởi không gian hay là quốc độ. Vì vậy khoảng cách về không gian và thời gian đối với những thế giới tâm linh siêu hình, đây là một vấn đề khác chúng ta không muốn đặt sâu. Như vậy tôi nêu ra cho các vị thấy rằng những cái trường hợp nửa tỉnh nửa mê và thật sự trong lúc tỉnh táo bình thường, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp đó đã xảy ra. Cái thứ tư là tôi nói về vấn đề là dựa nhập. Đây là điều tôi phản bác rất là nhiều trong nhiều năm trước. Và sau này khi tiếp nhận với một vài trường hợp, tôi cũng mở ngoặc là dĩ nhiên 95-98% hiện tượng dựa nhập là trạng thái thần kinh, hay gọi là phân liệt thần kinh đa nhân cách. Nhưng mà tôi cũng muốn tránh đi những trường hợp thật sự với một lý do nào đó, nhân duyên nghiệp chướng nào đó, giữa người sống và người chết nó có quan trái như thế nào để có thể dính líu đến một phần dựa nhập. Thì tôi cho đó là một trong những trường hợp thật rất là ít. Tại sao tôi nói vấn đề này? Để những trường hợp thật như vậy thì cần phải có những sự chữa trị về tâm linh. Còn hầu như trên 90% những trường hợp đó, đừng có nghĩ rằng mình bị bệnh ma dựa nhập để cuối cùng trở thành người tật nguyền và trở thành nạn nhân của cái việc cầu cúng phù phép vớ vẩn. Trong những trường hợp đó, y khoa, các ngành bác sĩ, thuốc men là cách chữa trị hữu hiệu nhất
và bên cạnh đó là chữa trị tâm lý. Tôi đã chia sẻ hàng trăm người trong những trường hợp này, giúp cho họ có khả năng bình phục, nhưng trong đó một phần rất nhỏ, cái chuyện mà ngoại lệ ở chỗ là vẫn có trường hợp bị ma dựa nhập thật sự, tức là thế giới vô hình, hay là những người chết đó, họ có cái lý do gì đó. Nhưng tôi nói rất rõ, cái số lượng này nằm trong một thành phần nhỏ, chứ không phải nào cái hiện tượng nào cũng là như vậy. Cho nên có những điều trước kia tôi đã mạnh lời trong những trường hợp này, thì tôi thành thật, tôi xin sám hối, tôi xin lỗi. Trong những trường hợp hy hữu đặc biệt, nhưng hầu như trên 90% đừng lệ thuộc vào chuyện này, mà để làm ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình, cũng như không có cách chữa trị đúng cho những người thân của mình, thì đó là cái lỗi mê tín, cái lỗi thiếu hiểu biết của chúng ta. Rồi, tôi chia sẻ một cái trường hợp thứ năm, đó là gì? Khi đạt được thiền định sâu, chỉ có những người tu tập đạt được thiền định, người đó mới có khả năng thấy được một thế giới vô hình và có sự tương tác. Bất không tam tạng pháp sư, người mà soạn ra Nghi Mông Sơn Thí Thực, đó là một bậc tu mật tông và thiền định sâu. Trong thiền định thấy rất nhiều quan hồn đến xin được cứu giúp và đói kém cần được thí thực. Bằng lòng từ bi và trí tuệ của một người tu như vậy, cuối cùng Ngài mới mượn tư tưởng Kinh Hoa Nghiêm, mới soạn ra Nghi Mông Sơn Thí Thực, trở thành cái nghi thức phổ biến cho việc cúng cô hồn. Và chúng ta thực hiện cho đến ngày hôm nay đó. Vậy thì những người tu tập đạt được định, thì bằng cái trí tuệ và trong tâm trong sáng và thanh tịnh đó, tất cả các sự vật hiện tượng, dù hữu hình hay vô hình, đều hiện rõ trong trạng thái tâm thức của tất cả các vị này. Vì vậy có những trường hợp mà những thế giới vô hình đến cầu xin được cứu giúp như thế này thế kia, đối với những bậc chân tu thạc đức là điều đương nhiên. Tôi chỉ nêu một vài trường hợp để các vị thấy rằng giữa người sống và người chết nó có cái mối liên hệ bằng cách như vậy. Nhưng mà tôi phòng ngừa là những cái mượn lý do đó để mà gây hoang mang mê tín tầm bậy, thì cái này là tội lỗi. Vậy thì chúng ta đã có cái mối liên hệ trong những trường hợp mà tôi vừa nêu, giữa thế giới hữu hình và thế giới vô hình, giữa người sống và người chết, mà một vài trường hợp tiêu biểu như vậy để chúng ta có một cái cảm nhận. Thì trở lại vấn đề cái việc cầu cúng dành cho người mất, thông qua việc yêu cầu nếu nằm trong chiêm bao, hoặc là một vài hiện tượng vừa nhập, hay là trong những cái cảm nhận nào đó, hay là trong một cái tình thương chúng ta tự thực hiện điều đó, vì chúng ta nghĩ rằng là người thân mình mất không biết có được an lành hay không. Bằng những cái tâm niệm đó, thì cái việc cầu cúng người quá cố có thọ hưởng được gì không, hay chỉ là tôn giáo, đây chỉ là niềm tin. Bên cạnh đó còn một số suy nghĩ tiêu cực là bày biện của một vài người muốn trục lợi dựa vào niềm tin. Và điều này, trong nội dung này tôi cần chia sẻ là nếu người có ý đồ trục lợi thì giá phải trả cho người đó như thế nào luôn. Thì tôi xin chia sẻ một cách vắn tắt thôi, vì hình như là tôi nói cũng hơi bị dài, mà sẵn nói thì nói cho nó hết. Xin thưa các vị, trong Kinh Địa Tạng có nêu hai đoạn ngắn. Trong phẩm thứ 6 nêu lên cái đoạn ngắn là siêu độ vong linh, và cái phẩm thứ 7 cũng có một đoạn ngắn nói về nội dung là kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Trong hai đoạn này nêu lên chung một ý là gì? Cái đoạn đầu trong phẩm thứ 6 siêu độ vong linh do Bồ Tát Phổ Quảng thưa với Đức Phật về những cái trường hợp mà những cái người qua đời là thân bằng quyến thuộc từ một đến nhiều đời của người đang là, nếu rơi vào trong hoàn cảnh đọa vào trong ác đạo, đau khổ
đói khát, cần sự cứu giúp. Thì làm sao để cứu được điều này? Thì trong đó Đức Phật mới nói với Bồ Tát Phổ Quảng rằng là người này nên thành tâm tưởng niệm các vị Phật, các vị Bồ Tát, và tụng đọc kinh này từ 3 đến 7 biến, hồi hướng cho người quá cố đó. Mà người đã về báo mộng trong chim bao thì nhờ thành tâm niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát cũng như tụng kinh này, người đó sẽ được siêu thoát. Còn trong cái phẩm thứ 7, ngay cái mục là lợi ích kẻ còn người mất, thì trong đó cũng nêu ra tương tự như vậy, nhưng mà có thêm một điều: nếu người hiện tiền làm việc cúng thí cho người mất, thì trong đó 7 phần công đức người quá cố hưởng được 1 phần, phần còn lại là người thực hiện việc đó hưởng. Vậy thì trong hai cái nội dung này là nội dung tiêu biểu liên quan đến việc cầu cúng người mất. Còn hầu như trong bản kinh Địa Tạng thì đề cập rất nhiều một cách chung chung. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong bản kinh Địa Tạng không phải quá là sâu sắc về mặt triết lý, nhưng về mức độ giáo dục đạo đức hiếu thảo, khuyến khích con người bỏ ác làm lành rất là thiết thực và hữu hiệu. Nhất là thông qua cái việc truyền bá về tín ngưỡng đạo đức. Trên nền tảng cơ bản về mặt tín ngưỡng, những triết lý sâu vẫn có, nhưng mà nó không phải là mục đích chính trong cái bản kinh này. Sau này trình bày về kinh Địa Tạng tôi sẽ nói. Và người hiện tiền cúng thí cho người mất lợi ích như thế nào, thì hai bản kinh mà nó có giá trị về mặt triết lý, lịch sử và sự xác thực nhất, đó là hệ thống kinh A Hàm cũng như Nikaya. Trong kinh A Hàm quyển 3, thì trong quyển 3 có một chương liên hệ đến cái việc cúng thí người mất, trong đó là chương tiêu biểu là chương Sanh Văn. Một cái vị này tên là Sanh Văn thưa hỏi Đức Phật về cái việc cúng thí cho người mất thì được lợi ích như thế nào. Và một cái bản kinh tương đương của Nikaya, đó là kinh Tăng Chi tập 4, phẩm 10 pháp. Và trong phẩm 10 pháp này có một mục, đó là phẩm Bà La Môn Jonasoni. Và trong cái mục này thì về ngôn ngữ có thể một vài sự sai khác giữa Sanskrit và Pali, nhưng mà nội dung vẫn chung là Bà La Môn thưa hỏi với Đức Phật là ông quá thương những cái người qua đời, là những người thân bằng quyến thuộc của ông. Bây giờ ông muốn cúng thí cho người đó để làm sao người đó được thụ hưởng và được lợi lạc, thì nhờ Đức Phật chỉ cách cho. Và thật sự cúng thí này người mất có được hưởng lợi gì không? Đức Phật mới nói là: này Bà La Môn Jonasoni, trong cái việc cúng thí này nó có phải thích ứng, phải tương ưng, thì cái người mất mới nhận được. Và Đức Phật nêu ra, nếu chúng ta cúng thí mà cái người mất họ đã đọa vào địa ngục, thì chúng sinh trong địa ngục nó có cái thức ăn của nghiệp cảm đó. Nó phải ăn cái gì? Nó ăn phải xác nóng, ăn đồng sôi, ăn cái gì đó của những chúng sinh trong địa ngục. Vì vậy cái đồ cúng thí này không tương thích, vì vậy người trong địa ngục không thọ được. Nếu người qua đời tạo những ác nghiệp, đọa vào trong súc sanh, thì thực phẩm của loài súc sanh nó phải tương thích với những cái loài mà nó đang ăn. Như loài cá ăn cái gì, là chó mèo ăn cái gì, trâu bò ăn cái gì, thì loài súc sinh nó phải tương ứng, chứ nó không có tương thích với cái thức ăn của người cúng. Và nếu là loài người thì là sao? Loài trời thì sao? Loài Atula thì sao? Đức Phật nêu trong lục đạo. Và Đức Phật nêu chỉ có một loài tương thích, đó là ngạ quỷ. Sự cúng này tương thích với người đó tạo nghiệp đọa vào ngạ quỷ, thì người cúng là người thân, bạn bè, thậm chí một người có tâm cúng cầu, thì người đọa trong ngạ quỷ đó vẫn được thọ hưởng phần cúng thí đó. Đức Phật không nói bao nhiêu phần trăm, và Đức Phật không nói hưởng như thế nào, nhưng Đức Phật nói rằng việc cúng thí đó nó có lợi ích với những người đọa vào ngạ quỷ.
Phần còn lại nó chỉ là cái sự tưởng nhớ của cái người còn đang là, cũng như là tạo phước duyên cho người đang là. Còn cái người quá cố thụ hưởng thì chỉ trong trường hợp là loài ngạ quỷ. Và loài ngạ quỷ mới là tương thích với những cái việc mà cúng thí của người thân, là bạn bè, hay là những người có cái tâm cúng thí khác, chứ không nhất thiết là người thân không. Trong đó Đức Phật nói là một người nào đó cầu cúng chung cho chúng sinh trong loài ngạ quỷ đói, người đã nhận thụ hưởng được. Đây là một cái bản kinh mà nêu gần như là chi tiết trong kinh Tăng Chi. Vậy thì dựa vào từ kinh Địa Tạng, trên nền tảng tín ngưỡng cơ bản và sâu hơn là trong một hệ thống triết lý qua hai truyền thống kinh điển Nikaya cũng như Hán Tạng, chúng ta đều thấy Đức Phật vẫn có thuyết minh có lợi ích thiết thực như thế nào giữa người hiện tiền cúng thí dành cho người mất, nó có lợi lạc như thế nào. Còn cái nào nó chỉ có lợi lạc cho người sống chứ không có ý nghĩa lợi lạc cho người mất, Đức Phật nêu rất rõ như vậy. Vậy thì thông qua những điều này chúng ta thấy việc cầu cúng nếu đúng pháp nó vẫn có cái giá trị nhất định của nó. Tôi chỉ tóm lại một điều duy nhất để chúng ta có thể hiểu được tổng quát nội dung mà chúng tôi nói nãy giờ, là cái việc cúng cho người qua đời, đây là cái việc mà đạo lý. Trong thế giới này, tôi không nói vũ trụ lớn quá, còn nhiều hình thái chúng sinh quá, trong nhiều thế giới khác mình không xác định được hết. Mà tôi chỉ nói là trên trái đất này, chúng ta may mắn, chúng ta là một loại chúng sinh đặc biệt trên trái đất này. Chúng ta có cảm nhận về cả thực tế và siêu hình. Chúng ta hơn trên muôn loài là chúng ta có tâm linh. Các giá trị đạo đức mà loài người vốn đã được các bậc tiền bối, các nhà triết học, các nhà đạo đức tâm linh, hay là các vị siêu phàm như Đức Phật, hay là các bậc thánh của nhiều tôn giáo đã thiết lập nên một trật tự và sự cao khiết dành cho loài người. Cái độc tôn mà chúng ta may mắn là một con người được quyền thừa hưởng. Hãy cố gắng đừng đánh mất giá trị người khi chúng ta tồn tại trên cuộc đời này. Đừng quá ngang tàn, chủ quan, kiêu ngạo. Chúng ta chỉ là một vật thể rất bé so với vũ trụ thôi, rất mong manh và dễ vỡ. Mà thực tế đang chứng minh rằng con người có thể chết bất đắc kỳ tử và có thể có lý do để chết bất cứ lúc nào với một loại virus rất là nhỏ như virus corona vừa qua hay đang là. Đừng thách thức giữa cuộc đời. Trước hết các giá trị đạo đức, lễ giáo chúng ta dành cho người đang là hay là người quá cố, là người thân của chúng ta, nhất là ông bà cha mẹ, cố gắng giữ gìn. Đừng xem thường các giá trị đạo đức đó, thậm chí những điều chúng ta không chứng kiến được trước mắt, dò đoán, suy luận và đôi khi phủ nhận một cách thiếu đi cái sự tôn trọng. Đó là mất đi ý nghĩa mà chúng ta làm người mới được tiếp nhận điều đó. Rồi trong cái đoạn đường sanh tử trong thế giới vô hình, chắc chắn rằng chúng ta sẽ hối hận và trả dai một cách sòng phẳng với tất cả những gì mà kiêu ngạo vì vô minh để chúng ta thách thức và đánh mất đi những cơ hội khi chúng ta có mặt trên dương thế này. Nhất là những đạo lý dành cho người quá cố, không có lòng thương yêu người mất. Và chúng ta không có tin trong những cái trường hợp mà cúng thí cho người mất do chúng ta đổ thừa trường hợp này, trường hợp kia. Tôi nói ở đây là những người bày trò để trục lợi, vứt cái đó ra. Tôi chỉ nói ngay cái việc nếu chúng ta làm đúng pháp, đúng pháp của cái người có tâm đứng ra làm việc đó, đúng pháp của những cái người thân bằng quyến thuộc thương yêu thật sự người qua đời, chúng ta làm vẫn có giá trị nhất định. Theo kinh điển có giá trị như lời Phật dạy, còn theo tín ngưỡng dân gian trong một vài trường hợp
Xin lỗi, tôi nói này là nó có cái điều mà hơi siêu hình. Có những người họ có khả năng thấy được cái cõi âm, thì họ có trao đổi mà tôi được biết là như thế này. Họ nói là có những người sau khi qua đời, họ chưa tái sanh, họ vẫn còn tồn tại trong một thế giới siêu hình đó. Họ thấy hết tất cả những sự sinh hoạt của người thân, họ rất thương yêu những người thân. Và nếu họ có cái tâm họ gia hộ cho người thân. Cho nên thông thường chúng ta hay nói câu là ông bà độ đó. Cái câu này nói vậy chứ thật sự là có những trường hợp thật. Họ sẽ tạo những cái gì để độ cho người thân một cái cách tinh tế. Trong nhiều trường hợp mình nói hay nói mai ông bà độ nha, không phải té chết rồi nha, hay là thông thường là bị nạn rồi nha, không thôi là bị cái đó bị kia. Thật sự nói cái đó nó có lý do. Và họ nói rằng là người thân khi cúng họ chẳng ăn gì, nhưng mà họ rất là hạnh phúc. Họ biết rằng là khi họ mất rồi nhưng mà người thân vẫn còn nhớ đến họ, cho nên là vui lắm, họ hạnh phúc lắm. Tức là những người họ cảm nhận được những cái người trong thế giới siêu hình. Đây là một câu chuyện dài, tôi chỉ bật mí chút xíu với các vị trong trường hợp đó thôi. Tôi không muốn nói hết là vì vấn đề nào tôi đang còn suy nghĩ, suy tư thì tôi sẽ giải đáp sau với mọi người.